tuổi rồi? 7 tuổi rồi ha. Con tên gì? Yến Nhi. Yến Nhi ha. À, con đi học lớp mấy rồi? À, đi học lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 rồi ha. Anh Bá ha, thì theo như là anh nói đó, là anh giới thiệu anh em ở đây có một cái hoàn cảnh đặc biệt ở cái khu vực này, thì cái trường hợp này như thế nào anh có thể nói cho quý bà quý chị mình nghe được không ạ? À, đây để nói cho anh nghe đây, là mấy đứa giao xóm tôi là ở xóm, là tất cả đây là tôi biết hết, tại vì giống như là tôi là người lớn sống đây lâu rồi đó giờ. Đây nhỏ này nó ba đứa con trong một gia đang mang bầu, chồng thì giờ đi lụm với trai, mà nhà nó thì giờ nó không có tiền mướn nữa, nó ăn ở trong cái nhà của công ty là tụi bên dạng Ninh Phát hồi xưa đó, bây giờ nó cấp cho bảo vệ ở, nhưng mà bây giờ bảo vệ không ở nữa, nên ra đó giờ cho tụi nó ở đỡ. À, sẵn có mấy anh đây là dẫn mấy anh vô để anh tự mấy anh khảo sát. Dạ thì rồi, rồi. À, giờ mời anh dẫn mấy em vô cái trường hợp này ha. Dạ, dạ. Mời anh ạ. Anh đi nhận cho trai hả? Dạ. Mình vô bầu trong ha, má ha. Dạ. Rồi đứng kìa, à, thấy mình lại đứng kìa. Dạ em chào chị nha. Trời ơi. Dạ. Rồi chào các cháu nha. Ra đi chơi nha. Trời ơi. Thôi đi vô. Lấy mì, lấy đi. Hai. Dạ, đây. Đây là anh Bá nói cái hoàn cảnh này hả? Đây là nhỏ nó ở xóm, chồng nó cũng như trai đó, nhà này là của đất của công ty rồi đó, cấp cho bảo vệ ở. Bây giờ á dạng Kinh Phát không còn làm nữa nha, bảo giờ tụi nó xin vô đây ở nhờ trong đây nè. Dạ. Dạ. Tạm đây ha. Bé nào đâu? Đây mấy đứa con, bọn đứa nữa. Hai đứa đây. Còn đứa là con bé nằm giỏng nữa nè cô chú anh chị. Đúng là 4. Chị đang có để con mang bầu đó. Nữa là 5. 5. 5. Chị có thể thì chị ngồi được không? Dạ được. Dạ em hỏi chị đi xíu ha. Xuống à, dạ vậy là anh dạ, mấy dạ. Anh tự khảo năm. Dạ. Dạ chị ơi, cho em hỏi chị tên gì ạ? Em tên Tuấn Hà. Tên Hà ha. Dạ. À chị Hà năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 27. 27. Hiện tại là chị có 4 người con hả? Dạ. Và một bé trong bụng nữa là 5. Ừ. Bé trong bụng hiện tại bao nhiêu tháng rồi chị? Dạ 8 tháng mấy ngày. 8 tháng mấy ngày là chuẩn bị ha, chuẩn bị sanh rồi. À, bé mà con chị lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Dạ 7 tuổi. Là tên gì chị? Chị có thể đọc cùng em không? Nguyễn Ngọc Yến Nhi. Với lại bé này là Nguyễn Lộc Hà Thiên. Nguyễn Lộc Hà Nam. Và em bé đang ngủ trên võng là Nguyễn Lộc Hà Vi. Yeah. Con Ngọc. Bé trong kia là có chuẩn bị cái tên chưa? Hồi xác chưa con? Dạ có. Hồi xác chưa? Bé tên Nguyễn Lộc Hà Minh. À, hồi trai hả? Dạ. Chị là mấy trai mấy gái? Dạ nếu tính bé trong bụng là 3 trai 2 gái. 3 trai 2 gái. Bé trên võng coi bé này rất là lanh lẹ nè, với bé con gái rồi anh này hình như là hết đầm tính nè, anh này đầm tính nè, đúng rồi. Con gái có đi học chưa? Dạ, con học lớp mấy rồi? Học mà. Lên lớp 2. Còn anh này? Anh này giờ chưa đi học. Chưa đi học. Dạ, tại vì lớp 1 thì cho đi, tại vì nhà không có năng để chơi từ mẫu giáo đi lên đó. Là khi nào đủ tuổi vô lớp 1 thì cũng cố gắng cho bé đi học. Cái công việc mà của chồng chị với làm gì chị? Chồng em thì lụm dây chai. Lụm dây chai. Dạ. Rồi chị có làm gì không? Dạ nhà em trong bé như lúc trước có đang giỏ sách mà dạng ấy á, thì có lãnh gì nhà đang. Nhưng mà bây giờ giỏ sách giống như cái này. Bây giờ giống như là không còn hàng nữa, là mưa bão á, họ đi lấy đồ thì cũng không. Mưa bão quá chứ không có làm được á. Thành ra là không có hàng nữa. À, mình đang cái đó hả? Dạ, người ta đang xong rồi mình về mình cắt xỏ. À. Mình làm thành phẩm.
làm cho nó thành giống như ta đang thành một cái vỏ, rồi mình về mình tỉa lại cho đẹp giống vậy nè. Mình làm được đó là 1.000 một cái. Nhưng mà xếp ra ngoài, để ra bên. Giờ mưa bão hết hàng không còn hàng. Cái đó là giống như mình nhận gia công ha. Dạ. Với chỉ hay là này nọ nó lòi ra mình cắt bỏ thôi. Cái này không có chỉ, giống như là tơ dăm á. Dăm cứng lắm. Dạ. Chị nhận một cái. Chị nhận một cái như vậy là bao nhiêu tiền chị? Cái nhỏ là cái 2.000. Cái 2.000 ha. Dạ. Là ở đây em có thấy là như hình như là có giày dép nữa là chị có nhận làm nữa hay sao? Cái chỗ mà trồng được như chai á, cái cồn, cồn kho người ta kêu trồng vô dọn dẹp dùm. Dạ. Cho hàng, ba cái này ra về nè. Cái nào mình, cái nào bung kem thì mình bỏ, cái nào mình còn mà bán được á thì mình ra bán rẻ cho người ta 20.000 thôi. Dạ. Rồi quê, xin hỏi chị là quê mình ở đâu? Dạ, thành phố à, ở thành phố này luôn hả? Dạ. À, cái nhà này hồi nãy nghe như cho anh bá anh nói là nhà của công ty. Dạ. À, là mình ở gì có tốn tiền không? Dạ không, mình xin ở nhà khi nào người ta lấy lại thì mình đi. Rồi chị ở đây được lâu chưa? Đây cũng được, lúc trước thì em muốn ở chợ nhưng không có khả năng cái gì đó. Người ta kêu xin ở đỡ đi rồi đỡ tốn tiền. Rồi em mới dọn ra đây cũng được thì không nói. Chứ em ở trong đây thì cũng được 10 năm. Ờ, mình ở đây ở Khuy. Dạ, mà tính ra cái nhà này là ngon nhất ở xóm này luôn á. Xinh xò nhất xóm này luôn á. Là giàu nhất cái làng, cái làng, cái xóm này luôn. Như thế đó là đất người ta nhưng con của má nói chuyện. Giống như đó là ở đây là đất công ty người ta xây lên để người ta cho bảo vệ ở, người ta canh đất. Im để má nói chuyện. Quay ra đây con. Quay ra ngồi im. Trai con là nãy giờ khen đẹp trai à, cứ ôm sầm hết rồi. Rồi cái người ta mới nói thôi giờ đông dân vậy mình muốn nhà cũng muốn, muốn nhà thì giờ quá đắt, thôi giờ xin người ta ở đi. Rồi bắt đầu mới xin vô, người ta nói nếu mà ở vậy á khi nào á mà người ta lấy lại là phải trả cho người ta là đi ra. Rồi công việc mà chồng chị đi nhặt ve chai vậy hàng ngày mình thu nhập được bao nhiêu? Tùy theo bữa, bữa nào mà lụm ngon nhất thì cũng được 200.000. Cũng như mưa bão thì mấy bữa thì ngày 100 mấy cũng có, mấy chục cũng có. Rồi mình đi nhặt chị chồng chị đi sao hay là vòng vòng khu vực này thôi? Vòng vòng ở đây ngoài câu lỗ không có, phải ở quận 7, quận 8, có bữa đi xuống cái cầu Cần Duộc. Ôi giời, là đi xa gì đó mới một ngày kiếm thu nhập được khoảng 200.000 thôi, còn không là vài chục ngàn, 100.000 thôi. Rồi mình nhặt chủ yếu là, nói chung là cái gì bán được là mình nhặt hết hả? Dạ đúng rồi. Là có xe lôi. Dạ, có xe ba bánh nhỏ vậy nè. Rồi cái mình làm cái cản đằng sau chiếc xe của mình đó, mình gắn cho mình lôi đi. Ngày nào cũng đi hết? Dạ, khoảng tầm giờ này bắt đầu đi rồi. Đi bắt đầu cái tới 3-4 giờ chiều mới về, rồi sọn ra như là mũ theo mũ, giấy theo giấy. Rồi mình ra dụ mình bán. Bán xong rồi bắt đầu 9-10 giờ tối đi, tới 2-3 giờ khi về. Vậy là ngày đi 2 cử mới đủ tiền. Dạ. Ha. Có nhiều khi bão quá đi không có. Khi cũng phải sáng, phải 6 giờ phải đi sớm một cái nữa, không có đồ hay không. Rồi cha mẹ mình ở đâu em? Dạ mẹ em ở đây luôn. Mẹ ở đâu? Ở mẹ chung ở nhà chứ ha? Dạ. Ba? Ba thì ba mẹ thôi đâu đâu. À, ba mẹ thôi ha. Hiện tại mẹ thì ở đây. Hiện tại bây giờ là em và hai chồng và 4 người con với người mẹ, có ai nữa không? Dạ có bà nội. Bà nội. Bà nội như là bà lớn tuổi rồi. Như là đi coi nhà thì người ta lâu lâu về nhưng mà. Là có nghĩa đi ở nhà coi nhà người ta lâu lâu mới về đây một lần. Dạ, giống như 1-2 tháng thì về thăm cháu một lần. Còn mẹ? Còn mẹ thì ở đây làm hồ. Mẹ làm hồ mẹ nhiêu tuổi rồi? Dạ 50 mấy tuổi rồi. 55 tuổi rồi. À, đi làm hồ. Dạ. Phụ nữ mẹ 50 mấy tuổi đi làm hồ sao làm nổi? Giờ không nổi cũng phải nổi, cuộc sống cũng khó khăn quá. Giống như mưa bão mới bữa gài rồi, như là công trình nó ngưng lại, không có dám cho làm á. Rồi mẹ phải nhảy qua đi xin người ta rửa hào á. Rồi có hào thì mình rửa, còn không có hào thì mình đi về. Cái nồi đó mình canh. Rửa ở đâu? Dạ. Rửa ở đâu? Dạ ở bên Huế Sức Tân Thuận. Ngỡ mình canh giống như hào người ta vừa về á, là người ta có đặt hào á. Tuôn ra là bắt đầu là mình ngồi mình rửa liền. Nếu mình đi về nhà là sẽ mất cái phần hào đó. Để ngồi canh là ăn sản phẩm ha, mình rửa được bao nhiêu ký thì mình ấy đó ha. 1 ký mình rửa được 2.000. Có khi nào mà ngồi từ sáng đến chiều mà không có làm được không? Dạ có chứ. Có luôn hả? Giống như ngày hôm qua là ngồi từ sáng đến chiều á là được đúng có 2 ký thôi. Rồi 4.000 đi về đó. Lỗ tiền xe buýt luôn. Có bữa thì không có luôn, rồi tới khuya 12 giờ về cũng không có. Con hào là hào người ta đập nướng ăn hả? Dạ đúng rồi, hào sữa nhỏ vậy nè. Mình chà cho sạch ha. Dạ đúng rồi, ta đưa mình cái bàn chải sạch với lại cái bao tay mình chà lại.
Còn mấy bé này hàng ngày ví dụ mà như vậy thì mấy bé có ăn uống đầy đủ không? Sáng thì em không cho ăn sáng, mà ở nhà em nấu nhiều khi em nấu cơm, nhiều khi có mì gói á, thì em nấu mì gói cho ăn. Buổi trưa thì em cũng nấu cơm ở nhà, rau cải thì em đi xung quanh bên đây nè, em đi kiếm em hái về cho ăn. Là nó mọc ở ngoài ruộng rồi sao? Dạ, đúng rồi đó, xung quanh đây nè, mọc ở ngoài mấy bờ hè đó, thì em hái vô em nấu canh, em luộc ra. Ở đây là khu vực xem gần giống như là trung tâm quận 7 luôn, vẫn còn rau rau dại ha. Dạ, giống như mình bắt hái rau muống nè, con người im đi má nói chuyện. Hái rau muống, bắt rau rau lan, rồi rau ba cái rau mồng tơi, rồi đến mọc dại ngoài đường đó, mình bẻ vô mình ăn. À, nói chung là cái nào mà rau mọc ở ngoài đó là mình ăn được, mình rau hái về. Ăn được là mình hái. À, mình hái về. Con ngồi xích vô đó. Xích vô đi, xích con ngồi im đi. Xích vô nói chuyện với ông bà nè con. Rồi chút xíu với chú cho tiền mua bánh. Mua bánh ăn nha. Bây giờ đang ngồi với má. Đưa em tới đi con, để em thích. Bắt ảnh tròn xoay ha, to. Anh này mốt là ngon lắm, đi học là mốt là anh này ngon lắm đó. Đẹp trai. Ờ. Ở đây có thường con có thường mua bánh ăn không? Con nè, ba mẹ có mua bánh cho con ăn, mấy con ăn không? Nói lớn lên này, có không? Nhát quá. Nhát quá. Bé gái, ngồi đây chú hỏi coi nè. Gái giống mẹ quá trời. À, ba mẹ có mua bánh cho mấy con ăn không? Ồ, và nhiều không? Không à. À, con ăn kẹo hay sao bị súng răng rồi kìa. Bị... đâu cười nhăn răng coi. Đâu rồi nhìn đây nè. Nhìn nhìn chú kìa. Nhìn đây nè, nhăn răng ra coi. Đó, đẹp gái không? Có đồng tiền nữa kìa. Giống mẹ quá trời. Tại mấy bé không có cho lên đường chơi, để em giữ nó sợ á. Em bắt ở nhà chỉ có bốn chị em là chơi chung với nhau, nghe mấy bé nhát lắm. Không có tiếp xúc với người giống như tiếp xúc với mấy cô chú ở ngoài nhiều. Còn ở trong nhà không. Không gì cũng tốt, đó là cũng tốt. Tại vì ở đây em thấy sông suối thôi mà. Sợ bỏ ra cái mình lo làm công chuyện hay mình chuyển với nhỏ này nó chạy ra có gì hối hận. Em không dám thả bé ra. Thì em thấy ngoài trước mặt là như cái bờ ao. Xích xuống đây cũng là bờ ao, em không dám. Em cứ là nhốt bé trong nhà vậy đó. Sáng thì em mở ra, cái trưa chút em đóng cửa. Cái chiều thì em mở cửa ra. Sông suối em sợ. Con nghỉ đi. Mi ơi lên đây ngập. Nhưng mà ở đây được cái là mát mẻ ha. Không khí mát. Yên tĩnh hơn cái khu ngoài kia. À, bé gái nè, chị hai. Chị chú hỏi nè, con học có học giỏi không? Có bằng khen không? Hả? Dạ có. Sao mới lắc đầu? Con ở trong ngoài mắt mồ. Vậy là giỏi rồi. Cố gắng lên nha. Cố gắng học hành lên, mốt ba mẹ cố gắng cho con học thành tài, mốt con lớn lên gần nuôi lại ba mẹ, nuôi mấy em nữa. Dạ. Dạ hơi nhát. Chị năm nay là 27 tuổi, 27 tuổi là 245 người con. Rồi còn hồi xưa gặp chồng sao mà gặp chồng sao? Đó thì em gặp chồng lúc 2015. Cũng ở trong xóm. À, trong xóm ha. Dạ, chồng em ở xích cái thằng kia, lúc trước thì chồng ở xích thằng kia. Là năm nay 8 năm. Dạ. 8 năm, 5 đứa con. Ừ, tranh thủ. Là bé lớn, bé đầu tiên là bao nhiêu tuổi? Dạ 7 tuổi. 7 tuổi. Dạ. Vậy cũng là năm 1 luôn rồi gì nữa. Bé này 7 tuổi, kế tiếp là 5 tuổi. Xong rồi bé nhỏ nữa là 3 tuổi. Bé này là 11 tháng. Năm 2. Năm 2, năm 1, năm 2. Đỡ hơn ngoài. Đỡ hơn ngoài kia. Ngoài kia đâu một hộ gia đình á, 7 đứa, 6 đứa, 4 đứa. Đúng rồi, có hộ ngoài 7 bé. Ngày xưa là chị đi làm cái gì? Ngày xưa là em may mặc. May mặc ha. Giống như là có gì lãnh đó, giống như đi mai. Rồi xong rồi không có công chuyện nữa thì xây qua mình là buôn bán, dạo. Khi có thời gian đi đụng với trai cũng có nữa. Cũng vất vả ha. Nói chung là phụ bán hủ tiếu người ta. Thời gian nào mà mình cứ làm được việc gì mình cứ làm để kiếm tiền thôi ha. Dạ, như có ai kêu mình gì làm đó. Rồi bán thì mình phụ bán. Bé hiện tại đang trong bụng á, có đi khám rồi chưa? Dạ không. Sao không đi khám? Em không đi khám tại vì không có khả năng để đi khám. Từ hồi là lúc cấn bầu tới giờ luôn không đi khám luôn. Chưa khám lần nào luôn. Sao biết bé trai? Tại vì cái đợt đó là em bị nhói bụng. Thì ở đây người ta mới kêu thôi bây giờ không có tiền đi khám thì đi siêu âm đỡ tư ở ngoài đi, không có nhiêu tiền hết á. Thì bắt đầu em mới đi siêu âm ở ngoài, người ta mới nói là do em vận động nhiều quá. Người ta mới thông báo cho em biết rồi đó trai. Có siêu âm chứ mà có siêu âm một lần thôi. Lúc 4 tháng mấy thì 5 tháng.
mà tới giờ là không có đi khám, không có siêu âm gì cả. Một lần đi khám thì bao nhiêu tiền? Một lần mà mình đi khám thì cũng tiền nhiều lắm. Tại vì em nghe mấy đứa này còn bốn đứa nào mà em đi khám á. Ừ. Nên thành ra là em nghe ta nói nếu mà đi vô bệnh viện khám phải định kỳ á, mình giảm 1 triệu mấy 2 triệu. Thành ra em sợ em không dám bước vô bệnh viện luôn. Để khi nào ở nhà đau bụng á thì em đi thôi. À, mấy đứa này là không có đứa nào khám hết. Dạ. Từ đứa lớn rồi tới đứa út luôn. Dạ. Wow. Đau bụng là vô đó nằm thôi là xin luôn. Khi nào đau bụng là người nhà chở vô bệnh viện cấp cứu đó là xanh. À, thì là dễ xanh rồi đó. Rồi giờ mình chuẩn bị tiền đi xanh chưa? Đủ chưa? Chưa. Chưa luôn. Rồi em bé thì giống như có đi sinh, sinh người ít, sinh đồ cũ lại, em giặt một xíu em để đó. Là đầu là có đi sinh rồi. Dạ, quần áo em sinh được mấy cái quần, mấy cái áo sẵn hơn. Giờ chỉ còn thiếu là thiếu cái chi phí thôi. Có bảo hiểm không? Bảo hiểm thì đó thì cái anh trong công đây nè, thấy em không có bảo hiểm, người ta cho em được cái bảo hiểm. Thì là có bảo hiểm. Cho được 2 tháng. À. Rồi mình có dự tính là xin khoảng bao nhiêu tiền không? Thì một, giống như bé này nè, lần trước em xin nó thì người ta bắt em tạm ứng là 6 triệu. Nhưng mà khi mà về á thì là chỉ có 4 triệu thôi. Cái đó là sinh thường á, sinh thường. Dạ, sinh thường. Tại vì em sinh thường mà sinh lẹ. Bé ở trong trong bụng là được bao nhiêu tháng rồi vậy? Dạ 8 tháng mấy ngày. 8 tháng mấy ngày rồi, còn 1 tháng mấy nữa. Tuần 2 tuần á sinh lại. Đúng rồi. Em lúc nào cũng sinh trước 2 tuần là 3 tuần. Sinh đứa. Vậy là trong hai vợ chồng vậy là mình dành dụm được bao nhiêu tiền để chuẩn bị đi sinh rồi? Nói chung là tới lúc đó đồng mới chạy lo phải không? Em cũng muốn giờ lắm mà tại vì mấy ngày nay dương bão quá rồi. Đối với cái khả năng mà dành dụm mà ngày lượm 200 mấy mà tới 4 đứa con ở ngoài mà sửa sùng ăn uống này kia dành dụm chắc mình nghĩ không có dư, không đủ, không có khả năng để dành dụm. Giống như bữa nào chồng em bị như cha mà có tiền khoảng 200 mấy á. Thì cho mấy bé này như ăn rồi ăn nhiều được một chút, chút sữa nhiều một chút. Bữa nào mà ít á, như mình giật đồ ăn lại, mình giật phần sữa đó lại. Nói chung là có nhiều mình ăn nhiều, có ít mình ăn ít. Dạ, cái này mình nghĩ chắc là chưa bao giờ mà dám nghỉ ngơi quá. Phải không em? Dạ, đúng rồi. Ngày nào cũng phải. Chưa bao giờ là tự thưởng cho mình một ngày là nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe ha. Nếu mà nghỉ một ngày là đói một ngày. Đúng rồi. Là ngày nào ăn ngày đó. Đúng rồi. Nghỉ một ngày là hơi mệt. Cứ nghỉ đi. Sáng mình mở mắt ra thấy sữa nè. Tả rồi mấy đứa bé. Mình thì sao cũng được. Rồi cái mấy đứa bé nhỏ nè. Là 11 tháng mình có uống sữa không? Dạ, có. Uống sữa cho bé không? Ờ à, sữa bình miêu. Uống bịch luôn. Dạ. Nó không có sữa dành riêng cho em bé hả? Tại vì sữa đó thì mua phải là mua là một hộp, một lon. Cũng như sữa bịch nhưng mình không có tiền, mình chạy ra tập quá mình mua 7.000 bịch, 8.000 bịch đó mình mua một bịch. Đó là bé uống được. Tại vì bình thường sữa đó là dành cho những bé từ 3 tuổi trở lên. Dạ. À, dưới 3 tuổi là không có được uống sữa đó. Nhưng mà giờ điều kiện không có mình bắt buộc phải dùng thôi. Và từ lúc mà em cho uống bé uống sữa bịch đó là bé lúc đó bao nhiêu tháng? 5 tháng là cho uống sữa bịch rồi, sữa tươi rồi. Trời ơi. Vậy mà chủ yếu là sữa mẹ là chính ha. Nhìn ba đứa bé này, nhìn đứa nào cũng da thịt hồng hào. Đẹp, trắng trẻo. Tại vì không cho đi ra ngoài đó, đi ra ngoài chắc ngoài đường chắc dơ giấy nữa. Mang cái là dễ nuôi á. Không mà mình là dễ nuôi đó. Đặc biệt ở đây là mình bước vô đây mình rất là ấn tượng là một cái căn nhà rất là sạch sẽ luôn. Thật sự là những rất là sạch sẽ, những mấy đứa bé rất là dễ thương. Đứa nào cũng vui với là sạch sẽ. Mẹ ở nhà chắc chăm kỹ dữ lắm nè. Tại vì nhà mình nghèo mà không chăm kỹ thì bệnh hoạn rồi sao đâu có mình lo. Nên thành ra mình phải cố gắng mình kỹ cho mấy đứa bé sạch sẽ, là có bệnh hoạn nó bớt đi trước. Tại vì khi giật ở đây giống như là mấy cây cỏ mũi nó mưa thì nó xình lầy dữ lắm. Thành ra là cố gắng kỹ. Quá trời cái anh có mượn cái áo xuống con. Cái áo xuống con. Cái áo xuống. Cái áo xuống. Rồi mấy đứa này đâu có chích ngừa chứ đứa gì hả? Không chích ngừa gì hết luôn. Ở phường cũng không chích luôn. Giống như là
lúc mà đẻ ra là mấy tháng đầu thì chích được miễn phí, vậy có chích được mấy đầu. Nói chung là cái thời điểm nào chích được miễn phí thì cứ chích, còn không miễn phí là không chích. Đúng rồi. Như là ta thông báo trên phường, trên xã thông báo kỳ này là chích hay là uống bán uống vắc xin mà không có tốn tiền á, miễn phí á, thì em cố gắng em chở mấy bé đi. Nói chung là mấy bé nó cũng thua thiệt hơn mọi người, mấy đứa bé khác rất là nhiều. Nhưng mà cố gắng là gia đình hai vợ chồng cố gắng cho những bé đi học đó là rất là tuyệt vời, thật sự là tuyệt vời. Mình không được cái khác nhưng mà mình làm tạo điều kiện cho bé nó biết chữ để sau này ra ngoài đi làm nó đỡ cực hơn những người khác. Mình định bé thứ năm này có định làm nữa không? Rồi sau cái bé mà bé này là bị dở kế hoạch, em cũng biết người bị dở kế hoạch em mới đẻ bé này được mấy tháng thôi là em bị chịu trộm không biết. Là bé chịu trộm lại tan cho bụng. Là tất cả mình xin thường hết ha. Mẹ rất là tuyệt vời luôn rồi tướng chị. Nhưng mà thực sự ra cái hoàn cảnh của em nó rất là khổ rồi mà em sinh được mấy bé, nhưng mà em là người mẹ chăm sóc mấy bé rất là đàng hoàng, rất là ok, sạch sẽ luôn, ngoan ngoãn nè, rất là một người mẹ rất là ok đó. Thì nói chung là anh em lại đây giống như là trước tiên là anh em có hỗ trợ cho mấy bé ha, mấy bé 200.000 để mà mua bánh hoặc là mua thức ăn gì đó cho mấy bé cho ngon ngon một tí xíu ha, giống như một hôm nay một cái ngày mua cá thịt bò lên lên thịt bò lên cho mấy bé này ha, cho nó sức khỏe ha, cho anh em giỏi ha. Thì, bữa nay có chơi đứt bùa kêu cho ba bé ăn, bốn bé ăn bữa cho nó đã luôn. Hy vọng là qua cái video này thì có lan tỏa ra nhiều cô chú anh chị xem thì mình có thể hỗ trợ cho các cháu thêm sữa, đặc biệt là sữa. Hiện tại mình nghĩ rất là sữa là cần thiết nhất để cho mấy bé nó uống. Không sao đâu, thì mấy anh giúp sẽ giúp trong khả năng của anh thôi. Nếu mà có duyên nữa thì có quý bà nào mà hỗ trợ quần áo hay là tã gì ha, đó là anh em tới chia sẻ thôi. Ấy anh đây là cũng là một cái nhịp cầu nối thôi. Thì anh em cũng thấy mấy bé đâu rất là kháu khỉnh cho nên là cho mấy bé ít để mà có ăn bánh này nọ thôi, cái gì hết. Cố gắng lên ha. Rồi chào các con nè. Bye bye nè. Chú về nha. Em mốt chú có sữa đem xuống cho các con nha. Bye bye. Con tên gì? Ôi ôi. Anh kia, anh trong thùng kia. Con tên Hà Thiên. Con gái. Con tên gì? Không biết. Con học cũng biết rồi, không mắc cỡ. Tên gì? Yến Nhi. Tên ca sĩ chứ bộ. Yến Nhi mình một đêm hạnh phúc bên vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình nha, cô chú anh chị mình nha. Rồi. Đẹp gái quá ta. Rồi, okay, thì còn một bé nữa đang nằm ngủ trong này nữa nè cô chú anh chị đó, thấy không, nhìn miếng cưng luôn cô chú anh chị mình, rất là cưng luôn. Rồi bye bye chú đi, bye bye. À, bye bye con nha. Đứa nào cũng con năm nay nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi rồi ha. Con tên gì? Yến Nhi ha. À, con đi học lớp mấy rồi? À, đi học lớp 1 chuẩn bị đang lên lớp 2 rồi ha. Nhìn cười giống con gái, nhìn giống mẹ luôn cô chú anh chị.